Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Good morning. Xin kính chào thánh. Greetings in Jesus' name, blessings in Jesus' name. Xin gửi lời chào thăm đến với tất cả quý bạn chị em trong danh Chúa Giêsu. Greetings from my wife and our church in New Zealand, House of Breakthrough. Xin gửi lời chào thăm thay mặt nhà tôi cũng như Hội Thánh Breakthrough, chúng tôi xin gửi lời chào thăm đến Hội Thánh. Our time difference in New Zealand is a lot different to here. Cái thời gian của chúng tôi múi giờ khác hẳn với chúng ta tại đây, rất khác với chúng ta. We are in the future. Chúng tôi thuộc về tương lai, đúng không anh chị? Our city is the first city to see the sunrise in all the earth. Thành phố của chúng tôi là thành phố đầu tiên thấy hừng đông, mặt trời mọc. From the rising of the sun to the going down of the same. Từ nơi mặt trời mọc cho đến nơi mặt trời lặn. We get to praise God first before the rising of the sun. Chúng tôi được cái đặc ân là ngợi khen thờ phượng Chúa trước cả thế giới này. So church in New Zealand was yesterday morning and it is finished. Và thờ phượng Chúa của thánh tại New Zealand sáng hôm qua đã thờ phượng Chúa xong rồi. Today is Monday in New Zealand. Bây giờ là đã là ngày thứ hai của New Zealand rồi. So I'm very happy to be here. Cho nên tôi rất là vui để có mặt tại đây với quý bạn chị em. With my friends. Với các bạn hữu của tôi. And this dear pastor and his wife and his family. Với mục sư quý mến của chúng tôi cùng với nhà vợ của ông và gia đình của ông. They have shown such hospitality to me. Họ đã tiếp đón chúng tôi một cách hết sức là đặc biệt. That is one problem. Nhưng mà có một cái nan đề. Too much food. Nhưng mà họ cho ăn nhiều quá. So I might have to pay extra money for my baggage when I go back to New Zealand for the world. Phải trả thêm cái tiền vì hành lý của tôi vì cân nặng ký nó nặng quá. The most amazing thing is the greatest thing is being here with you in the presence of Jesus. Anh chị em, cái điều quan trọng và lớn nhất đó là đặc ân được ở tại đây với quý bà anh chị em ở trong sự hiện diện của Chúa với chúng ta, của Chúa Giêsu với chúng ta. There's no greater thing to be than in the presence of Jesus. Anh chị em, không có gì so bằng chúng ta được ở trong sự hiện diện của Chúa Giêsu tại đây. And to worship Him together is wonderful. Và cùng nhau chúng ta thờ phượng Chúa, đó là điều tuyệt vời. It doesn't matter what nation, what nationality we are the same in Jesus. Anh chị em, không biết chúng ta đến từ đất nước, xứ sở nào, dân tộc nào, tất cả chúng ta đều cùng nhau thờ phượng Chúa của chúng ta. We are blood brothers by the blood of the Lamb. Chúng ta là anh em cùng một dòng máu bởi máu huyết của chiên con của Đức Chúa Trời là Chúa Giêsu Christ. Hallelujah. Hallelujah. I feel the presence of God on me. Tôi cảm nhận sự hiện diện của Chúa ở trên tôi lúc này. I could just stand here and say nothing. Tôi có thể đứng ở đây mà không có một nói lời nào. Enjoy His presence. Và vui hưởng sự hiện diện của Chúa tại đây. But it's not much fun for you. Nhưng mà anh chị em thì cái đó là điều không có vui cho anh chị em, phải không? But of course you're enjoying His presence where you are. Chắc chắn là anh chị em cũng có thể vui hưởng sự hiện diện của Chúa ngay tại chỗ ngồi của anh chị em. It has been 4 years and almost 4 months since I was here last. Anh chị em, đã là 4 năm và 4 tháng mà tôi đã có mặt với anh chị em lần trước. And in that time, there has been great blessings, but also great sorrow. Anh xem, trong 4 năm, 4 tháng qua, có nhiều phước hạnh, nhưng cũng có những nỗi đau buồn mà chúng tôi trải qua. The world has changed since we met last. Thế giới của chúng ta cũng thay đổi kể từ lần trước chúng ta gặp nhau. COVID, 2 presidents. COVID, và chúng ta cũng đã trải qua 2 vị tổng thống. So many things have changed in the earth. Rất là nhiều điều đang thay đổi ở trên thế giới này. Politically, socially. Về chính trị cũng như là xã hội. But one thing that has never changed. Nhưng mà có điều không bao giờ thay đổi. Is the kingdom of God. Đó là vương quốc của Đức Chúa Trời. All the nations are being shaken. Anh chị em, tất cả các quốc gia đều bị rung động. There are wars in Ukraine, Russia, Israel. Chúng ta thấy rằng chiến tranh xảy ra ở tại Ukraine với Nga cũng như là ở tại Israel. It's conflict and fear all across the earth. Có những cái sự tranh chấp và sợ hãi khắp nơi trên thế giới này. People's lives are being shaken. Anh chị em, nhiều cuộc đời đang bị rung động. But thank God we belong to a kingdom that cannot be shaken. Nhưng mà chúng ta tạ ơn Chúa, chúng ta thuộc về một vương quốc không hề rung động. And when everything is shaken, trong lúc mọi thứ đều bị rung động and falls, và ngã xuống,
sụp đổ. The only thing that stands is the kingdom of God. Nhưng mà có một điều duy nhất sẽ còn đứng vững đời đời, đó là vương quốc của Đức Chúa Trời. Hallelujah, and the citizens of the kingdom of God. Hãy những người công dân của nước của Đức Chúa Trời, hãy vui mừng. So we fear not in the shaking, we give glory to God. Cho nên chúng ta không sợ hãi gì trong sự rung động của thế giới này, bởi vì chúng ta có Chúa. That as the darkness comes, we rise and shine, and the glory of the Lord is seen. Khi mà bóng tối tràn đến thì chúng ta lại vung dậy và chúng ta tỏa sáng ra cho vinh quang của Chúa. For God lifts us up above all the nations of the earth. Bởi vì Chúa ngài cất nhắc chúng ta lên cao hơn tất cả các nước ở trên đất này. The nations of the earth are in anxiety, in fear, in trembling. Các nước, các quốc gia đang ở trong sự bối rối, khủng hoảng, sợ hãi. But God lifts us up with the confidence and with the peace and with the joy in the midst of the shaking. Nhưng mà Chúa ngài nâng đỡ chúng ta ở trong sự bình an, trong phước hạnh của Chúa. So when the world sees you and me, khi thế giới nhìn thấy anh chị em và tôi, they should be seeing the blessing of God upon our lives. Họ đáng phải thấy cái sự ban phước của Chúa, phước hạnh của Chúa trên đời sống của chúng ta. And the light of Christ shining out through us, they will be drawn to. Và cái sự sáng của Chúa phản chiếu từ nơi chúng ta sẽ thu hút nhiều người đến với ngài. Because the word of God says as we arise and shine, the glory of the Lord will be seen upon us and the nations will be drawn to us. Trong lời của Chúa bảo chúng ta rằng khi chúng ta vùng dậy và tỏa sáng ra, vinh quang của Chúa mọc lên trên chúng ta, thì điều đó sẽ làm cho muôn nước được kéo đến với chúng ta. Hallelujah. Hallelujah. I want to share an encouragement about to encourage you to continue to be keep praying. Anh chị em, tôi muốn chia sẻ với anh chị em kinh nghiệm cá nhân để khích lệ hội thánh của Chúa tại đây. Chúng ta tiếp tục cầu nguyện và tiếp tục ở trong sự cầu nguyện. Since August last year, God has visited you with His Spirit in a wonderful way. Từ tháng 8 vừa qua của năm qua, chúng ta đã được Chúa ngài thăm viếng chúng ta với sự hiện diện kỳ diệu của ngài. He is opening the heavens over you. Và Chúa ngài đã mở trời ra trên đời sống của chúng ta và hội thánh. So you will take that open heaven to Houston. Để chúng ta có thể đem trời mở ra này, kinh nghiệm này trên chúng ta đến với thành phố của chúng ta. God wants to do more. Chúa ngài muốn làm nhiều hơn nữa. He wants to do more in you. Ngài muốn làm nhiều hơn nữa trong đời sống anh chị em. More in VBC. Ở trong hội thánh VBC của chúng ta. He wants this to be like a cup that runneth over. Chúa ngài muốn chúng ta như là một cái ly, một cái chén nó tràn ra. So this time of waiting on God. Cho nên cái thời giờ mà chúng ta trông đợi và chờ đợi Chúa. Jesus has eyes of fire who searches our hearts. Thì mắt của Chúa như lửa đang dò xét chúng ta. And His eyes of fire searches our hearts to cleanse them and purify them. Và mắt của Chúa sẽ tiếp tục thanh tẩy tâm lòng của chúng ta. So that we can be vessels that carry His glory and His presence. Để chúng ta có thể làm những khí cụ để chúng ta có thể mang sự vinh hiển của Chúa. And that it will flow out into those who do not know Jesus. Để có thể tuôn chảy ra cho những người chưa biết Chúa. Every day in Texas, 29 people die. Anh chị em, mỗi ngày ở tại Texas của chúng ta, every hour, 29 people die. Mỗi giờ ở tại Texas của chúng ta tại đây thì có 29 người chết. Did not Jesus come for them? Anh chị em, Chúa Giêsu không đến với họ. For their souls, cho linh hồn của họ. So where do their souls go when they die? Thì linh hồn của họ sẽ đi về đâu? Some may go to heaven. Một số có thể đi lên thiên đàng. But some may go to hell. Nhưng mà một số khác thì số ông khác thì sẽ đi vào quả ngục. God has a rescue package for the lost. Chúa ngài có một cái chương trình, một cái kế hoạch để giải cứu những người lạc mất. And last night's message was about the office of the believer. Và tối hôm qua chúng ta đã nghe cái sứ điệp về cái chức vụ của những tín nhân, những người tin Chúa. God wants to do more. Chúa ngài muốn làm lớn hơn nữa. He wants to fill you. Ngài muốn đông đầy đời sống anh chị em. So that Jesus overflows through you. Để Chúa Giêsu sẽ tuôn trào ra từ nơi anh chị em đến người khác. Through signs and wonders and miracles. Và dấu kỳ phép lạ và những điều lạ lùng. Not just in here. Nếu nó không phải chỉ ở trong nhà thờ mà thôi. In your workplace, in your family, on the streets. Nhưng mà tại chỗ làm, ở trong nhà, gia đình của anh chị em, ở trên đường phố. To the people who do not know God or come to church. Cho những người chưa biết Chúa để họ có thể và đến vào nhà thờ. He wants to fill you. Chúa ngài muốn đông đầy anh chị em. So you overflow. Để anh chị em có thể tràn ra. And the presence of God is a lifestyle through you. Và sự hiện diện của Chúa sẽ là lối sống của chúng ta. The miracles are part of your lifestyle, not just an event that happens in church. Và anh chị em, những cái dấu kỳ phép lạ nó phải là cái sự sống và lối sống của chúng ta, chứ không phải là một sự kiện, một buổi nhóm, một chương trình ở tại nhà thờ. Pastor Khan lives under an open heaven every day. Mục sư Khánh đã ở dưới cái kinh nghiệm trời mở ra mỗi ngày. I live under an open heaven every day.
Chúng tôi cũng kinh nghiệm trời mở ra trên đời sống của chúng tôi mỗi ngày. Whether I'm in here or whether I'm in the streets, I see Jesus move with miracles. Nhưng hoặc là dù chúng tôi ở đây hay là ở ngoài đường phố, chúng tôi luôn luôn thấy Đức Chúa Giêsu hành động và tác động trên những cuộc đời. I see Jesus move when I'm traveling by plane. I see Jesus move when I'm traveling by car. Tôi thấy Chúa ngày hành động rồi chạm đến những cuộc đời khi tôi ở trên phi cơ hay là tôi di chuyển ở trên xe cộ. I pray for drug addicts on the street. I pray for sick people in hospitals. Tôi cầu nguyện cho những người nghiện ngập ở trên đường phố, những người đau bệnh ở trong bệnh viện. This is my lifestyle. Anh xem đây là lối sống của tôi. It's not just in church. Không phải chỉ trong nhà thờ mà thôi. And God wants you to come to that place. Và Chúa muốn tất cả chúng ta đều sẽ đến được cái chỗ đó. Will you have confidence in an open heaven? Để chúng ta có sự tự tin rằng bầu trời mở ra trên cuộc đời của chúng ta. So you're in a time of preparation for that. Cho nên chúng ta đang ở trong cái thời kỳ của sự chuẩn bị cho điều đó. Don't stop praying. Anh chị em đừng dừng lại trong sự cầu nguyện. A few years ago, I wanted more of God in my life. Vài năm trước, chúng tôi ao ước muốn được nhiều hơn Chúa ở trong cuộc đời của chúng tôi. Although I have a great ministry and great church and many thousands of people are being touched by my anointing, I want more. Cho nên mặc dù hội thánh của chúng tôi đang hoạt động một cách rất là tốt đẹp, phát triển và nhiều ngàn người đã được Chúa ngài hành động xuyên qua chức vụ của chúng tôi, nhưng mà chúng tôi vẫn khao khát được Chúa ngài làm việc càng hơn, lớn hơn. Does anyone else feel like that? You want more of God? Có ai tại đây khao khát muốn được Chúa ngài đổ và làm việc lớn hơn trong cuộc đời của chúng ta không? That's hunger, the spiritual hunger. The Holy Ghost has put it in you. Anh chị em, cái sự khao khát đó chỉ bởi Đức Thánh Linh ngài đặt ở trong anh chị em. By the way, for some of you, you may see the angels behind me. Một số anh chị em có thể đang thấy thiên sứ đang đứng ở phía sau tôi. There's nothing wrong with your eyes. You are seeing. Không phải mắt anh chị em đang thấy cái gì lạ đâu, nhưng mà Chúa ngài đã mở mắt một số người tại đây thấy thiên sứ đang đứng ở phía sau chúng tôi. We don't worship them. We worship Jesus. He is the one who sent them. Chúng ta không có thờ phượng thiên sứ, chúng ta thờ phượng Chúa Giêsu, nhưng mà các thiên sứ cũng đang đến đây để thờ phượng Chúa với chúng ta. They help us in our work to save souls. Và họ cũng đến để yểm trợ chúng ta trong việc cứu người. In fact, Jesus is sitting next to people here this morning. Và sáng hôm nay Chúa Giêsu ngài cũng đang ngồi cạnh một số người tại đây trong buổi sáng hôm nay. Anyway, let me continue. Nhưng mà để tôi tiếp tục. I said, God, I want more. Tôi rằng Chúa ơi, con muốn được nhiều hơn. So I pray. Nên tôi cầu nguyện. He said, you're not hungry enough, son. Nhưng mà Chúa ngài nói rằng, con ơi, con chưa khao khát đủ. He said, how much time do you spend in my presence every day? Thì Chúa hỏi tôi, thì Chúa con dành bao nhiêu thời gian trong sự hiện diện của ta mỗi ngày? I used to spend 4 hours a day. Tôi đã từng dành 4 giờ đồng hồ trong sự hiện diện của Chúa. But now I was only giving one. Bây giờ thì tôi chỉ còn có 1 giờ mà thôi. And he said, you're not hungry enough. Thì Chúa ngài nói rằng, tại vì con không khao khát đủ. In August, và trong tháng 8, many of you heard God call you. Nhiều người trong chúng ta đã nghe Chúa ngài kêu gọi chúng ta. And you came and repented before God. Và anh chị em đã đến đây và anh chị em ăn năn trước mặt Chúa. I also repented before God. Lúc bây giờ tôi cũng ăn năn ở trước mặt Chúa như vậy. That I was not hungry, more hungry for Him. Đó là tôi không khao khát Chúa đủ và không khao khát được nhiều hơn. That I need to spend more time with Jesus. Đó là tôi cần phải dành nhiều thời giờ hơn nữa ở trong sự hiện diện của Chúa Giêsu. So from that day, I spent hours with Jesus. Rồi từ đó thì tôi dành nhiều giờ đồng hồ ở trong sự hiện diện với Chúa Giêsu. 4:30 in the morning, I get up and I worship God until 8 o'clock. Tôi 4 giờ rưỡi sáng tôi thức dậy và tôi thờ phượng Chúa và ở trong sự hiện diện của Chúa cho đến 8 giờ sáng. Every morning, mỗi buổi sáng, and the presence of God touched me. Và sự hiện diện của Chúa đã chạm đến tôi. But still I see not great change. Nhưng mà tôi chưa thấy được những cái điều thay đổi lớn lao như tôi mong đợi. I don't feel great change. Tôi không cảm nhận được có một sự thay đổi lớn lao. After 2 months I say, God, I need more. Sau 2 tháng tôi nói rằng, Chúa ơi, con khao khát được nhiều hơn nữa. He said, I am hungry. I said, I am hungry. But he said, no, you're frustrated. Thì tôi nói rằng, Chúa ơi, con khao khát. Nhưng mà Chúa nói không. Con chỉ bực dọc cho cái hoàn cảnh của con nó không thay đổi và khó khăn thôi. There's a difference between hunger and frustration in the spirit. Anh chị em, có một sự khác biệt của cái sự khao khát Chúa và bực dọc vì hoàn cảnh của chúng ta nó khó khăn. He said, will you give up crying out to me because you haven't got your answer in time you want? Chúa nghe hỏi tôi, con đã bằng lòng bỏ qua và đầu hàng trong việc dành thời giờ với ta bởi vì con chưa thấy việc xảy ra sao? He said, the blind man Bartimaeus, he cried out to me.
Và Chúa ngài nhắc tôi rằng người mù Ba-ti-mê đã cứu sinh ta. And I kept walking. Và ta vẫn tiếp tục đi ngang người. But he didn't give up. Nhưng mà Ba-ti-mê không đầu hàng. But I didn't answer him in the time he wanted. Chúng ta chưa trả lời cho Ba-ti-mê trong cái thời gian ông mong đợi. He cried out again, "Son of David, have mercy on me." Nhưng mà Ba-ti-mê la lớn lên, "Ơi con vua David, xin thương xót tôi cùng." And I stopped because of his hunger. Và ta đã dừng lại tại chỗ bởi vì sự khao khát của Ba-ti-mê. Are you hungry like Bartimaeus? Con có khao khát như Ba-ti-mê không? I had to repent again. Ôi tôi lại phải ăn năn trước mặt Chúa một lần nữa. Sorry Lord. Lạy Chúa con xin lỗi Ngài. I will keep praying. Con sẽ tiếp tục cầu nguyện. Until I receive. Cho đến khi con nhận được. And so I kept praying. Cho nên tôi tiếp tục cầu nguyện. I'm praying. Cầu nguyện. Week after week. Tuần này sang tuần khác. And nothing is happening. Nhưng mà chưa có việc gì xảy ra. And I'm getting discouraged. Lúc bây giờ thì tôi bắt đầu nản lòng. And he said, "You're still not hungry enough." Thì Chúa ngài lại nói rằng bởi vì con chưa khao khát đủ. I said, "Lord, I am hungry." Rằng Chúa ơi, con đang khao khát lắm mà. He said, "Do you want double portion?" Chúa nói với tôi rằng hỏi tôi rằng con muốn gấp yes, đôi không? Yes, yes. Dạ, dạ, con muốn được gấp đôi. He said, "Give double the time you spend." Chúa nói rằng con hãy nhân gấp đôi lên cái thời giờ con dành với ta. Oh, ôi Chúa ơi. I give 4 hours already. Con đã dành 4 giờ đồng hồ ở trong sự hiện diện của Chúa. You want 8 hours? Chúa muốn 8 tiếng đồng hồ. Every day. Mỗi ngày 8 giờ đồng hồ trong sự hiện diện của Chúa sao? I said, "How can I sleep?" Nói rằng như vậy thì con lâu có giờ để ngủ nữa. Do you know what he said to me? Anh chị em có biết Chúa nói gì với tôi không? He said, "See, you are not hungry. Your sleep is more important." Con thấy không? Con không khao khát đủ vì con đối với con giấc ngủ nó quan trọng hơn ta. I was convicted by the eyes of fire. Và tôi đã chịu một sự cáo trách bởi ánh mắt rực lửa của Chúa. I repent again. Tôi lại ăn năn nữa trước mặt Chúa. This is 5 months. Anh xem bây giờ là 5 tháng tìm kiếm Chúa rồi. Thank God I only had to spend a few weeks giving 8 hours a day. Tôi cảm ơn Chúa vì tôi chỉ còn dành mấy tuần trong 8 giờ đồng hồ một ngày mà thôi. It was a season. Đó là một cái mùa. On the 7th month. Và đến tháng thứ bảy, I'm again standing before God. Tôi lại một lần nữa đứng ở trước mặt Chúa. I said, "My angels are unemployed because there's no great anointing on my ministry, Lord." Chúa ơi, thiên sứ mà Chúa đã sai đến để giúp đỡ con đang không có việc làm, đang thất nghiệp bởi vì chưa có việc gì xảy ra hết. What can they do if I cannot do the works you did? Họ sẽ làm gì nếu con không việc làm bởi vì con không làm gì được cho Chúa? And then the angel of the Lord appeared. Và rồi thiên sứ của Đức Chúa Trời đã hiện ra. I did not see with these eyes. Tôi không có thấy được một cách trực tiếp bằng mắt thường. I saw with the eyes of my spirit. Nhưng mà tôi nhìn thấy ở trong con mắt thuộc linh. And on my right, a huge angel appeared. Rồi bên cạnh vai phải của tôi thì một thiên sứ rất cao lớn xuất hiện. In the book of Revelation, it says there are angels who can stand on the land and the sea at once. Anh xem trong sách Khải Huyền cho chúng ta thấy có một thiên sứ có thể đứng ở trên đất và trên biển trong một cái thế. Huge, huge angel. Có những thiên sứ rất là lớn lao. The fear of God came on me. Sự kính sợ Chúa đến ở trên tôi. And I began to apologize to God. Tôi xin lỗi Chúa. And Jesus spoke to me. Và Chúa Giêsu ngài phán với tôi. He pointed to the angel. Chúa chỉ vào thiên sứ đó. He said, "This angel was with the great revival of your nation, the first revival of your nation." Thiên sứ này đã là thiên sứ có mặt và đem sự phục hưng đầu tiên đến cho đất nước của con. This is the angel over your nation. Đây là thiên sứ đã được cắt đặt ở trên đất nước của con. This angel was with the great apostles of your nation. Đây là thiên sứ đã ở cùng với các sứ đồ và những người tiên tri ở trong đất nước xứ sở của con. It is, he is waiting for something to happen in this nation. Và thiên sứ này đang chờ đợi một điều gì đó lớn lao sẽ xảy ra trên đất nước của con. And Jesus said, "Do not stop praying. Do not stop being hungry." Và Chúa Giêsu ngài bảo tôi rằng đừng dừng lại và đừng bỏ cuộc trong sự cầu nguyện. For you have no idea what is coming on the earth. Bởi vì con không biết việc gì sắp sửa xảy ra trên đất này. Stay hungry, keep praying. Hãy tiếp tục khao khát và cầu nguyện. I am so shocked. Lúc bây giờ thì tôi sửng sốt. I'm crying. Tôi khóc. And I don't cry much. Anh chị em, tôi không phải là một người dễ khóc đâu. I go to tell my wife what happened. Tôi đến và báo cho nhà tôi và chia sẻ với nhà tôi về chuyện đã xảy ra. Và tôi ráng mở miệng ra. Nhưng mà tôi không có nói thành lời. And then I weep. Rồi tôi khóc. Because the angel is still standing there. Bởi vì thiên sứ vẫn còn đứng tại đó. And I can't talk. Tôi không thể nói được. I try to tell my pastors.
Tôi cố gắng để nói cho mục sư của tôi. They said, what is wrong with Pastor Norm? He's crying. He can't talk. Chuyện gì xảy ra với mục sư Norm? Ông vừa khóc rồi ông không nói được một tiếng nào. Because the Lord showed me. Vì Chúa ngài cho tôi thấy. That I wasn't hungry enough. Đó là tôi không khao khát đủ. I repent again. Tôi lại ăn năn một lần nữa. On the 8th month, tháng thứ 8, God said to me, call a prophet to your church, Brent Douglas. Hãy gọi tiên tri của ta đến thăm viếng hội thánh của con, tiên tri Brent Douglas. Brent Douglas came to our church. Brent Douglas đã đến thăm viếng hội thánh của chúng tôi. The Lord said, I'm going to give you what you have been asking. Và Chúa ngài phán rằng ta sẽ cho con điều con cầu xin ta. But it can only come through the ministry of an apostle or a prophet. That's why I called for the prophet. Chỉ có thể xảy ra và ta chỉ có thể ban cho qua chức vụ của sứ đồ hoặc là tiên tri của ta. Đó lý do mà ta bảo con phải gọi tiên tri Brent Douglas đến. 2 Timothy 1:6 Paul said, stir up that gift of God that is in you through the laying on of my hands. Timothy thứ nhì chương 1 câu số 6 nói, hãy khuấy động nhiên lại ân tứ ở trong con đã đến trên con bởi sự đặt tay của ta. When the prophet lay hand on you, you will receive what you've been asking me for. Khi tiên tri của ta đặt tay trên con sẽ nhận được điều mà con cầu xin nơi ta. After 8 months, anh xem sau 8 tháng of crying out to God, kêu cầu Chúa. It is like my birthday. Giống như là ngày sinh nhật. Hallelujah. Tôi nói, oh, ngợi khen Chúa. Finally, cuối cùng, God is going to give to me. Chúa ngài ban cho tôi. What I've been hungering and praying for months. Điều mà tôi đã khao khát và cầu nguyện trong nhiều tháng. Just like you. Giống như anh chị em. Since August. Từ tháng 8 vừa qua. Hungering. Khao khát. Praying. Cầu nguyện. Crying out. Kêu khóc với Chúa. Don't stop. Anh chị em đừng dừng lại. Until He releases what you're crying for. Cho đến chừng Chúa ngài khai phóng điều mà anh chị em cầu xin. A prophet Brent prayed for me. Tiên tri Brent đã đến và cầu nguyện cho tôi. Then I knelt on the ground before God. Và tôi đã quỳ xuống ở trước mặt Chúa trong sự hiện diện của Chúa. And I received into my spirit what I had asked for. Và tôi đã nhận được ở trong tâm linh tôi điều mà tôi đã cầu xin. More of Him. Thiên đàng đến với tôi nhiều hơn. I didn't feel different outwardly. Ngay lúc đó thì bên ngoài tôi không cảm nhận điều gì khác biệt. Like Moses when he came from the mountain, his face was shining, but he couldn't see it himself. Như Môi-se từ trên núi xuống thì mặt ông sáng rực, nhưng mà chính ông thì ông không biết điều đó. When God's presence comes upon you, sometimes you don't see it, but others feel it. Khi sự hiện diện của Chúa đến trên anh chị em, có thể anh chị em không cảm nhận được, nhưng mà người khác nhìn chúng ta, họ sẽ thấy sự hiện diện và vinh hiển của Chúa trên chúng ta. You might go into the shop and talk to somebody and they begin to weep because they feel God's presence coming from. Anh chị em có thể vào một cái cửa tiệm, anh chị em nói chuyện với ai đó thì người ta bắt đầu khóc bởi vì sự hiện diện của Chúa đi với anh chị em. You may see a person with sickness and you just touch them to comfort them and they are healed. Và anh chị em có thể gặp một cái người đau ốm, chúng ta chỉ muốn rờ vai của họ để an ủi họ thì thiên linh họ được chữa lành. I didn't see anything. Lúc bây giờ thì tôi không thấy cái gì. I didn't feel anything. Tôi cũng không cảm nhận điều gì. But the next day, nhưng mà ngày hôm sau, I flew to the Solomon Islands. Tôi đã bay đến quần đảo Solomon to a meeting I had been prepared for. Là cho một cái buổi nhóm mà một cái chương trình nhóm mà tôi đã nhận lời trước đó để chuẩn bị. But I want to honor Prophet Brent Douglas. Nhưng mà tôi muốn tôn trọng tiên tri Brent Douglas. God used him to unlock something in me. Chúa ngài đã dùng ông để mở khóa điều gì đó trong tôi. Prophet Brent had no idea I had been fasting and praying for 8 months. He did not know. Tiên tri Brent Douglas không biết gì về việc mà tôi đã cầu nguyện trong 8 tháng. I only told him months later. Tôi nhiều tháng sau tôi mới kể cho ông nghe. This is what happened. Đây là điều đã xảy ra. This is what happened. Đây là điều đã xảy ra. One day you're going to be able to say BBC Houston, this is what happened. Và anh chị em, một ngày anh chị em sẽ nói và kể lại rằng rồi việc đó đã xảy ra. When God completes what he wants to do in your life. Khi Chúa ngài hoàn tất điều Chúa ngài muốn làm trong đời sống anh chị em. In this church. Ở trong hội thánh này. You will say this is what happened. Anh chị em sẽ kể cho mọi người khác biết rằng việc đã xảy ra như thế này. But don't stop until it's time. Đừng dừng lại cho đến chừng chúng ta kinh nghiệm điều đó. I flew to the Solomon Islands. Tôi đã bay đến quần đảo Solomon. Never been there before in my life. Chưa bao giờ đến đó. But one of my Maori evangelist friends, God used him to bring a great revival in the 60s and 70s. Nhưng một nhà truyền giáo là người Maori của chúng tôi đã đến đó trước và đã đem tin lành của Chúa đến đó vào trong what is the year? 1960. In the 1960s and 70s. Yeah. Trong thập niên 60 và 70.
And I always wanted to go there. Và tôi luôn là muốn có mặt ở tại đó. Where a revival took place. Vì đã từng có sự phục hưng đã diễn ra. As I'm standing there, I see people. Và khi tôi đứng tại đó thì tôi thấy nhiều người. The superintendent of the movement, the senior pastor, and all the leaders are sitting in the front. Sự tổng quản nhiệm, các mục sư và những người lãnh đạo đều đứng ở phía trước. They have just welcomed me. Họ vừa mới hoan nghênh tôi. The people are sitting there. Và những người ngồi ở tại đó trong hội chúng. And I saw two men. Thì tôi thấy hai người. I saw God on the, God's presence on them. Tôi thấy sự hiện diện của Chúa ở trên hai con người này. I said I pointed to them and they looked at me. Và tôi chỉ hai người đó và họ nhìn tôi. As soon as I pointed them, they fell down. Và khi tôi chỉ họ thì họ ngã xuống đất. I did not touch them. Tôi chưa có đụng đến họ. It was a father and a son. Và đó là hai cha con. I thought, whoa, what is this? Tôi hỏi, ô, chuyện gì xảy ra đây? And then God showed me a woman in a green dress with a blood disease and another woman who had a demon, and He was going to set them free if they stood up. Chúa ngày cho tôi thấy một người phụ nữ mặc áo màu xanh và có bệnh ở trong máu. Một người khác thì có bệnh tật và Chúa ngày hứa tôi là sẽ chữa lành cho. But they would not stand up. Và khi tôi gọi họ thì họ lại không chịu đứng lên. Jesus said, I will heal them if they stand up. Chúa Giêsu nói rằng ta sẽ chữa lành cho họ nếu họ đứng lên. But they would not stand up. Nhưng mà họ lại không chịu đứng lên. And the Holy Spirit whispered in my ear. Và Đức Thánh Linh ngày nói trong lỗ tai tôi. He said, do not minister my presence to this people. They're not hungry, they have no honor, and they're not humble. Đừng phục vụ và bày tỏ sự hiện diện của ta với những con người này, vì họ không tôn trọng ta và không đón nhận sự hiện diện của ta. You imagine saying that to the church that just invited you. Anh chị em thử hình dung chúng ta nói những lời như vậy với cái hội thánh mời chúng ta đến làm diễn giả. But I obey Holy Spirit. Tôi vâng lời Chúa. I said to the leaders, I cannot minister the Spirit of the Lord here because there's no humility, hunger, or honor for the presence of Jesus. Tôi nói với những người lãnh đạo, tôi phải dừng lại tới đây, tôi không thể phục vụ trong sự hiện diện và quyền năng của Đức Thánh Linh được vì không có sự tôn trọng, không có sự đón nhận và không có sự khiêm nhường hạ mình. I said, Jesus sent me with gifts for you. Tôi rằng Chúa Giêsu ngài sai phái tôi đến đây với những phần quà cho anh chị em. I am nobody. Tôi không phải, tôi không là ai. But I am sent by Jesus. Nhưng mà tôi được Chúa Giêsu sai phái. To give you His gifts. Để chia sẻ với anh chị em ân tứ. And you reject them. Nhưng anh chị em lại từ chối ngài. You do not reject me. Anh chị em không từ chối tôi đâu. You reject the one who sent me. Anh chị em đang khước từ đấng đã sai phái tôi. Immediately. Lập tức. They repent. Họ ăn năn. They run forward. Tất cả chạy lên phía trước. And they weep. Họ khóc lóc. And they cry to God for mercy. Họ xin Chúa thương xót vì cái lỗi của họ. They are wailing and howling a loud noise. Họ khóc lóc và la lớn tiếng, hét lớn tiếng lên. I have never seen that in my life. Tôi chưa từng thấy một cái sự ăn năn như vậy trong đời tôi. And I remember. Và tôi nhớ. What I've been hungering for. Điều mà tôi đã khao khát. I am seeing something I've never seen before. Và tôi khao khát là sẽ thấy những điều mà mắt tôi chưa từng thấy. I say, God, what is this? Nói, Chúa ơi, chuyện gì đây? He says, this is what your hunger brought out of heaven. Chúa nói rằng, bởi vì sự khao khát của con đã kéo được đến từ thiên đàng. Just as God called you in August to come and repent. Giống như hôm tháng 8 vừa qua, Chúa đã gọi anh chị em đến đây để ăn năn tìm kiếm Ngài. VBC Church, God is going to use you to cause other churches to come forward and repent before the Lord. VBC Houston ơi, Chúa sẽ sử dụng anh chị em để sẽ kéo nhiều hội thánh nữa đến ở trong sự hiện diện của Chúa, trong sự ăn năn trở lại với Ngài. They will follow the path the Lord is leading you on. Họ sẽ đi theo con đường mà Chúa ngài đang dẫn dắt chúng ta đi. So do not stop until it's time. Cho nên anh chị em ơi, đừng dừng lại cho đến khi thời điểm đó xảy ra cho chúng ta. Once the people repented, sau khi người ta ăn năn, the Spirit of God came upon them. Thì Thánh Linh của Chúa đã đến trên họ. And the lady in the green dress was healed, and the lady with the demon, her daughter was set free instantly. Cái người phụ nữ mà bị bệnh đau máu mặc áo màu xanh cũng như người đàn bà với con gái có quỷ đó thì lập tức họ được lành và được giải cứu. And for 4 days I saw revival. Và trong vòng 4 ngày chúng tôi đã thấy sự phục hưng. Hundreds and hundreds of people were slain in the spirit night after night after night. Hàng trăm người ngã ra trong sự hiện diện của Chúa đêm này sang đêm khác. The superintendent's wife had a detached nerve in her eye. Doctor says you will be blind in 1 year. Mục sư tổng quản nhiệm, vợ của ông, mắt thì hệ thần kinh điều khiển mắt đã bị đứt, cho nên bác sĩ nhãn khoa nói rằng bà sẽ mù trong vòng 1 năm. She could not see clearly through the eye, and I just prayed for her, and she went under the power. Và bà không thể thấy đường được nữa. Khi tôi cầu nguyện cho bà ngã ra trong quyền năng của Chúa. When she got up, she can see clearly. Và khi bà đứng dậy, thì bà được thấy rõ ràng.
Several deaf people with ears, 19 years deaf, 19 years. Suddenly they go down under power, stand up, and they're healed. They can hear. Và có những người điếc đã được nghe, có người đã điếc 19 năm, ngã xuống ở trong sự hiện diện của Chúa đứng dậy thì có thể nghe lại. Hundreds and hundreds of miracles. Là hàng trăm phép lạ. I've never seen anything like it. Tôi chưa bao giờ thấy việc như vậy. So what is this, Lord? Tôi hỏi Chúa, Chúa. He says this is what your hunger brought out of heaven. Chúa rằng con ơi, đó là điều mà con khao khát và đã kéo được từ thiên đàng đến với con. Those 8 months when you wanted to give up. Đó là 8 tháng mà con đã không bỏ cuộc. If you gave up, you wouldn't receive this now. Nếu con đã bỏ cuộc, con không thấy những điều đang diễn ra. So VBC Houston, do not give up. Keep crying out to God until He answers you. Anh chị em, VBC Houston, đừng bao giờ ngừng lại trong sự cầu nguyện cho đến chừng Chúa đáp lời cầu nguyện của anh chị em và cho anh chị em điều anh chị em khao khát. If the sound disc, could you put up a video clip, please? A video clip. I'll tell you the number. Những người ở tại phòng điều khiển âm thanh và ánh sáng, xin mở lên đoạn video mà tôi đã nhận. Number 8. Just hold it for a second. It's number 8. Xin chiếu cái clip số 8. Nhưng mà chờ để tôi. If this video clip goes up, it will show you not the Solomon Islands, but another island. Khi chúng ta xem cái clip này thì chúng ta thấy không phải tại quần đảo Solomon nhưng mà một quần đảo khác. But it's the same thing that happens wherever I go. Nhưng mà cùng một cái việc tương tự như này xảy ra bất cứ nơi nào tôi đi. As a result of waiting on God for 8 months. Bởi vì đó là kết quả của những gì mà tôi đã trông đợi, chờ đợi trong sự hiện diện của Chúa và đã nhận được. That demons scream and come out of people. Anh chị em, quỷ nó thét lên và ra khỏi những người nó ám. Miracles happen. Phép lạ xảy ra. Sometimes I don't even touch. Nhiều khi tôi cũng không chạm được họ. But a wind comes and blows the people. Nhưng mà gió tạt đến và đẩy những con người này. I will just show you a little clip. In this meeting there were 600 people. Tôi muốn chia sẻ với anh chị em cái đoạn video này. Trong một buổi nhóm có 600 người. And many of them were afraid of the power of God, the fear of God. Và nhiều người bắt đầu kinh sợ vì cái quyền năng và sự hiện diện của Chúa tại đó. Most of them, my friends, said they were not even Christians, but they came because God's presence brought them. Nhiều người chưa tin Chúa, nhưng mà họ đến bởi vì quyền năng và sự hiện diện của Chúa đã thu hút họ. Can we play that, xin, that video clip, please? Here we go. And then the demons start. Và chúng ta thấy quỷ bắt đầu thét lên. Many demons come out. Nhiều quỷ đã xuất ra khỏi nhiều con người. Many miracles happen. Nhiều phép lạ xảy ra. Many people saved. Nhiều người được cứu. Don't give up. Anh chị em đừng bỏ cuộc. For what God wants to give you. Cho những gì Chúa muốn ban cho. That you will give to others. Để chúng ta có thể cho người khác. And we'll play number 9 in 1 minute, 1 second. This next clip is of a village in India. Và cái clip kế tiếp của chúng ta là một cái làng ở tại Ấn Độ. Some Christian, some Hindu. Một số là Cơ Đốc nhân, một số là những người Hindu. But I walk under open heaven. Nhưng mà tôi đang bước đi khi bầu trời mở ra trên tôi. I told people if you receive Jesus, He will wash away your sin with His blood. So they receive Jesus. Tôi báo cho họ biết. Nếu họ tiếp nhận Đức Giêsu làm cứu Chúa của mình, huyết của Ngài sẽ rửa sạch tội lỗi họ và họ đã tiếp nhận Chúa. When they receive Jesus, they start screaming, but it is the joy of the Lord. Và khi mà họ nhận được sự cứu rỗi thì họ la hét lên bởi vì niềm vui của Chúa đến trên họ. This is the type of thing that will come out of VBC Houston. Anh chị em, những cái việc như thế này nó sẽ tuôn đổ ra từ VBC Houston chúng ta trong những ngày sau đây. Could we play that number 9? Xin chú. It is the joy of the Lord they are experiencing after many years of bondage that are set free. Anh chị em, đây là cái hiện tượng xảy ra, niềm vui của Chúa, sự vui mừng của Chúa đến trên họ vì họ đã trải qua bao nhiêu năm bị cầm buộc ở trong Ấn Độ giáo. They never experienced such freedom under Hinduism. Họ chưa bao giờ kinh nghiệm một cái sự tự do như vậy ở trong cái sự áp đặt của Ấn Độ giáo trên họ. Praise Jesus.
Ngợi khen Chúa Giêsu. And then Jesus says, now cast the demons out of the people. There are demons in them. Cast them out. Rồi Chúa ngài bảo với tôi rằng có những quỷ ở trong một số những người này, hãy đuổi quỷ ra khỏi họ. He said, you do not have to touch. Và Chúa ngài bảo tôi, con không cần phải chạm đến họ. Just speak the word. Hãy công bố một lời thôi. And they will come out of their mouth. Thì quỷ sẽ ra khỏi miệng của họ. Could we play the next clip, please? Xin chiếu cái clip kế tiếp. As this is happening, people are being healed, people are being delivered while the demons are coming out. Khi quỷ ra khỏi những con người này thì người ta được lành, người ta được tự do, bởi vì họ đã nhận được sự tự do. There's one miracle where there was a lady who was sent home by the doctors to die. She had cancer and they couldn't help her anymore. Có một cái trường hợp ở giữa những người này, là có một phụ nữ mà bệnh viện đã chê, bác sĩ đã cho về nhà vì cô bị bà bị ung thư ở trong thân thể của bà. She was in great pain, but she came to the meeting. Và đang ở trong sự đau đớn lắm, nhưng mà đã được đưa đến buổi nhóm. She had a lump inside of her. Và có một cái khối u lớn ở trong người của mình. A cancer tumor. Một cái khối u ác tính, ung thư. She said, while I am praying, she felt a hand go into her stomach and rip the lump out. Cô kể lại rằng khi tôi cầu nguyện cho cô thì có một cái bàn tay đặt vào trong bụng của cô và đã nắm và rứt cái khối u đó ra khỏi bụng của cô. And all the pain had gone. Rồi thì tất cả những sự đau đớn bị gone. Và cái khối u đó cũng biến mất. Play that clip, please. Xin chiếu cái cảnh đó. She is having a lump in her stomach since long time. The doctor said that if you do not operate it, you will be die. But the past, when I prayed, it was getting some clear. Now she was unable to come to this church and meeting. But while the apostle is praying for the sick people, that somebody kept his hand in his stomach and lifted up that lump. Feels like something lifted out. Yes. Amen. That's Jesus. Hallelujah. Thank you. Over you can here, stop the lady here. That's living under open heaven. Đó là cái kết quả của chúng ta sống ở trong việc bầu trời mở ra trên chúng ta, thiên đàng đang đến trên chúng ta. It's not just in churches. Đó không phải là chỉ cho hội thánh. It's on the street. You can stop the clip now. Nhưng mà ở trên đường phố nữa anh chị. That's what's coming. Đó là điều sắp đến với chúng ta. The manifest presence of Jesus Christ. Sự hiển lộ của sự hiện diện của Đức Chúa Giêsu Christ. The Lamb of God. Chiên con của Đức Chúa Trời. So that's my encouragement. Don't give up. Đó là lời khích lệ của chúng tôi cho hội thánh VBC đây. Đừng đầu hàng, đừng bỏ cuộc trong sự cầu nguyện tìm kiếm Chúa của chúng ta. I think it's interesting. God would send Prophet Brent Douglas to this church, and then later I come to this church as the connection there. Tôi rất là thích thú để thấy được cái việc mà chúng ta nối các cái chấm lại với nhau. Trước nhất, Chúa ngài sai tiên tri Brent Douglas đến đây với hội thánh. Rồi sau đó qua sự giới thiệu của ông mà chúng tôi cũng đã đến được với hội thánh. God used him to unlock something in my life. Chúa ngài đã sử dụng ông để mở khóa một cái điều đó trong cuộc đời của tôi. It did not come from the prophet, it came from God. Dĩ nhiên là không đến từ tiên tri Brent, nhưng mà đến từ Đức Chúa Trời. But I honor my brother Brent. Nhưng mà tôi tôn trọng tiên tri của Chúa Brent Douglas. What you are receiving is does not come from any man, it comes from heaven. Những gì mà anh chị em đã kinh nghiệm trong 6 tháng rưỡi qua không đến từ một con người nào nhưng mà đến từ thiên đàng. He is also friends with Jacob Biswell, who knows this church. Mà chúng ta cũng biết là một sư Brent, tiên tri Brent Douglas cũng có một người bạn quen là Jacob Biswell cũng đã đến với hội thánh của chúng ta. And also my friend Don Bacdonnell, I hear he's coming. He was here at the conference in 2019. Và rồi bạn của tôi, mục sư Don Bacdonnell cũng sẽ đến với chúng ta trong tháng tới. Ông cũng có mặt với tôi ở trong đại hội năm 2019 anh chị. And here I am. Ở đây, tôi có mặt tại đây với anh chị mục sư hôm nay. God is doing something. Chúa ngài đang làm cái gì đó ngài đang New Zealand and Houston. Giữa VBC Houston, với Houston và đất nước New Zealand của chúng tôi. And Vietnam. Và rồi Việt Nam nữa. Hallelujah. Hallelujah. Jesus is in the room. Chúa Giêsu đang có mặt trong phòng này. When I was sitting there, I felt him next to me. Khi tôi ngồi phía trước đây trong giờ thờ phượng, sitting, tôi cảm nhận Chúa ngài ngồi bên cạnh next tôi. To you. Chúa ngài cũng đang ngồi bên cạnh anh chị. By his spirit. Trong sự hiện diện của Thánh Linh của Chúa.
He's sitting next door. Thank you, Jesus. Yeah, he wants to release a blessing upon business people. Chúa ngài muốn khai phóng phước hạnh của ngài trên những doanh nhân có mặt ở tại đây. If you're a business person, would you just stand up? Nếu bạn là những doanh nhân có mặt ở đây, xin đứng lên tại chỗ của mình. And just hold your hands out to Jesus. Đưa tay ra trong tư thế đón nhận. You receive from Chúa Giêsu và đón nhận từ nơi ngài. Now he wants you to prosper. Chúa muốn anh chị em được thịnh vượng. In order to extend the kingdom. Để rồi anh chị em có thể giúp đỡ tài trợ để mở mang nước trời. There was a man called Obed-Edom in the Old Testament. Có một con người tên là Obed-Edom trong Cựu Ước. And David made put the ark of the covenant in his house. Và vua David đã để rương giao ước của Chúa ở trong nhà của ông. And when Obed-Edom honored the presence of God in his house. Và khi Obed-Edom đã trân quý và tôn trọng sự hiện diện của Chúa, đón rước sự hiện diện của ngài trong nhà của ông. God prospered him. Thì Chúa ngài đã làm cho ông được thịnh vượng. So much. Đến độ. That 3 months later. Chỉ trong vòng 3 tháng sau. Messengers went to the King David and said, "Have you heard about God's blessing on Obed-Edom?" Có người đã đến và báo tin cho vua David biết rằng, vua có nghe không? Cách nào Đức Chúa Trời ngài đã ban phước trên gia đình của Obed-Edom? And David repented because he said, "Obed-Edom honors the presence of God more than me." Và vua David đã ăn năn vì ông đã nhận biết một điều, đó là Obed-Edom đã tôn trọng sự hiện diện của Chúa và tiếp đón sự hiện diện của Chúa hơn là David đã tôn trọng. Honor the presence of God in your house. Anh chị em hãy tôn trọng sự hiện diện của Chúa trong nhà của anh chị em. In your life and in your house. Ở trong đời sống anh chị em và tại nhà của anh chị em. I'm not saying you're not honoring him. Tôi không ý nói là anh chị em chưa tôn trọng sự hiện diện. But I feel he is saying is you honor the presence of God in your house. Nhưng mà tôi cảm nhận Chúa ngài đang nhắc nhở chúng ta tại đây, hãy tôn trọng sự hiện diện của Chúa và đón nhận sự hiện diện của ngài. He is going to honor his presence in your business. Thì Chúa ngài sẽ ban phước bằng cách bày tỏ và tôn trọng chúng ta cũng như là công việc thương mại của chúng ta, công việc làm ăn của chúng ta. From your relationship with Jesus flows the blessing to your house and then to your business. Trong mối liên hệ của chúng ta với Chúa sẽ tuôn đổ phước hạnh của ngài đến gia đình của chúng ta rồi đến cơ sở làm ăn của chúng ta. I feel he wants you to rededicate your house to the Lord. Tôi cảm nhận Chúa muốn chúng ta trong thời giờ này hãy tái dâng căn nhà của chúng ta cho Chúa. And rededicate your business to the Lord. Và chúng ta tái dâng cái công sở, cơ sở thương mại của chúng ta. And we're going to do that right now. Chúng ta có thể làm điều đó ngay bây giờ. Repeat after me, please. Xin lặp lại theo tôi ngay giờ này. Lord Jesus, I rededicate my house to you. Lạy Chúa Giêsu, con tái dâng căn nhà con đang sinh sống trong tay Chúa. Just repeat that, speak that out. Xin lặp lại điều đó anh chị em. Hãy nói thành lời, chúng ta dâng nhà của chúng ta cho Chúa. As I rededicate my house to you, I rededicate my business to you, Lord. Chúa, con dâng căn nhà của con cho Chúa, con cũng dâng cơ sở thương mại con cho Ngài. Now I want you to take a step forward on the count of three. Tôi muốn anh chị em bước ra và bước một cái bước lên phía trước như là một cái hình ảnh của việc anh em hành động điều đó khi tôi đếm từ 1 đến 3. And God will confirm. Chúa ngài sẽ xác nhận. 1, 1, 2, 2, 3, step 3. Forward. Xin bước một bước lên. Into the presence of God. Vào trong sự hiện diện. Into the presence of God. There you go. Just stand there. Just relax. Hãy tiếp tục đứng đó. Just keep Jesus in your thoughts. Hãy để tâm trí của mình tập trung vào Chúa Giêsu. Đừng nhìn tôi. Look to Jesus. Nhưng mà hãy nhìn vào Chúa Giêsu. Tập trung vào Chúa Giêsu bây giờ. And His presence. Và sự hiện diện của Ngài. Come upon you and fill you. Sẽ đến trên anh chị em và đông đầy anh chị em. Prosper you. Sẽ làm cho anh em được thịnh. Overflow you. Sẽ làm cho anh em được tuôn tràn. Oh, I see a great increase of breakthrough and financial breakthrough and deals being made. Tôi thấy một cái sự gia tăng của phước hạnh về tài chính và có những cái hợp đồng được ban cho cũng như là gia tăng. I command doors to be opened that Satan has shut. I command doors to be shut that God wants shut. Trong danh Đức Chúa Jesus Christ, ta công bố trong thời giờ này những cái cửa mà Satan đã đóng, ta truyền lệnh phải mở ra ngay trong thời giờ này, và những cửa phải đóng và Đức Chúa Trời truyền lệnh phải đóng chặt trong thời giờ này. I decree the windows of heaven open over your house, over your ministry and over your business and your finances, your health in Jesus' name. Cửa trời mở trên gia đình của anh chị em, trên đời sống của anh chị em và trên công việc thương mại của anh chị em. Amen. You may be seated. Amen. Anh chị em có thể ngồi xuống. Jesus is wanting to heal many people. Chúa Giêsu muốn chữa lành cho nhiều người. Put your hand on your heart if you need healing. Xin đặt tay ở trên ngực của mình nếu anh chị em cần được sự chữa lành.
Just ask Jesus. Just ask Jesus. Hãy xin Chúa Giêsu. Help me, Lord. Xin giúp đỡ con. That's all. Thank you, Jesus. Cảm ơn Chúa Giêsu. Now, as you feel His healing presence upon you, anh chị em cảm nhận sự hiện diện chữa lành của Chúa đến trên anh chị. Stand up. As you feel His presence, stand up. Thì anh chị em cảm nhận sự hiện diện của Chúa chạm đến anh chị em, hãy đứng lên tại chỗ của mình. Like heat. Cảm nhận giống như là có một cái trembling in your body, chạm đến thân thể của chúng ta. Trembling in your body. Hay là chúng ta thấy cơ thể của chúng ta tê run. As you feel God's presence. Nếu bạn cảm nhận được sự hiện diện, breathe it in. Xin hãy hít mạnh vào. There's a beautiful fragrance in the room. Có một cái hương thơm rất đặc biệt bắt đầu tỏa ra trong phòng này. The presence of the Holy Spirit. Sự hiện diện của Thánh Linh của Chúa. Breathe him in. Hãy hít mạnh vào. Someone's lungs have been cleared. Có người phổi gặp khó khăn, phế quản gặp khó khăn. A breathing difficulty has been healed. Người có cái khó khăn trong đường hô hấp vừa mới được lành. If you couldn't breathe properly before, take a deep breath and you'll find your lungs are clear. Nếu bạn cảm thấy khó thở trước đây, hãy hít mạnh vào một hơi để kiểm chứng, bạn sẽ thấy rằng bây giờ rất là khỏe. Somebody's ear being healed now. Có người lỗ tai vừa mới được lành vừa qua. Your ear is clear, you can hear clearer right now. Bây giờ bạn vừa nghe được một cách rõ hơn, rõ ràng ở lỗ tai của mình. If your lungs are clear, just lift your hand. If your ears are, if you feel that God has healed your body right now, you must give him glory. Anh chị em, nếu anh chị em cảm nhận Chúa ngày chữa lành thân thể của mình, chúng ta hít thở thấy khỏe hơn hay là điều gì Chúa ngày mới chữa lành cho chúng ta, hãy đưa tay lên để chúng ta tạ ơn Chúa và dâng vinh hiển cho Chúa. You must acknowledge it. Hãy tiếp nhận và nhìn nhận, công nhận công việc Chúa làm. Publicly. Một cách công chúng. Jesus healed 9 lepers. Như khi Chúa ngài chữa lành và làm sáng mắt Bartimaeus. And only one came back and gave thanks. And Jesus said, "Where are the 9?" Xin nói cho 10 người phun và chỉ có một người trở lại và Chúa hỏi còn 9 người kia đâu? So all you need to do is just acknowledge. If he's healed you, you raise your hand. Tất cả những gì anh chị em cần làm trong thời gian just này. Raise your hand. If you feel you're nhận healed, việc Chúa ngài làm, nếu chúng ta cảm nhận Chúa ngài chữa lành đường hô hấp của chúng ta, chữa lành thân thể chúng ta, please đưa tay lên để bày tỏ và chúng ta bày tỏ cái lòng biết ơn Chúa ở trong thời gian này. I don't have time for testimonies, but please talk to pastor or share with the pastors the healings that took place. Tôi không có thời giờ cho anh chị em trong thời gian này để làm chứng về sự chữa lành, nhưng mà xin gặp và chia sẻ với mục sư Khánh về điều mà Chúa làm cho anh chị em trong thời gian này. I want to close with a very important message. Tôi muốn chấm dứt với một cái sứ điệp rất là quan trọng. Four years ago when I was preaching here, 4 tháng về trước khi tôi ở tại đây và phục vụ anh chị em tại đây. Just before I flew out from New Zealand, I received news that my son had incurable cancer. Trước khi tôi đáp chuyến bay rời New Zealand, thì chúng tôi được tin là con trai của tôi đã được bác sĩ định bệnh là có một cái ung thư không thể chữa lành được. But I say, Jesus, there's no incurable cancer. Tôi nói rằng đối với Chúa Giêsu thì không có một cái loại ung thư nào gọi là ung thư không thể được lành. Because Jesus has healed many cancers through my ministry, so I thought God will heal my son. Vì tôi đã thấy và đã kinh nghiệm nhiều người ung thư đã được chữa lành trong chức vụ chúng tôi, cho nên chúng tôi tin rằng con trai của chúng tôi sẽ được lành. So when I was here at the conference 4 months ago, my heart was torn. Trong khi tôi có mặt ở đây để phục vụ anh chị em và đại hội 4 tháng về trước, thì lòng của tôi đang bị giằng co tranh chiến dữ lắm. So, but I had to put aside my stress and focus on you. I was here to serve God and you. Và tôi phải gạt sang một bên những điều nặng trong tấm lòng của tôi để có thể tập trung phục vụ anh chị em cũng như đại hội và phục vụ Chúa. I went back to New Zealand and we prayed and prayed for our son. Và khi tôi trở về New Zealand thì chúng tôi tiếp tục cầu nguyện cho con trai của Over tôi. 2 years we keep praying for him. Suốt 2 năm chúng tôi đã cầu nguyện cho con của chúng tôi. He never got better. Nhưng mà không khỏe hơn. 2 of my pastors were on their deathbeds. 2 người mục sư ở trong mạng lưới của chúng tôi đã đau mình và đã chết ở trên giường của When mình. I prayed, God raised them off their deathbed. They're alive and healthy today. Anh chị em, khi tôi cầu nguyện cho họ thì họ đã sống lại từ cõi chết. Hiện nay họ đang sống và đang phục vụ Chúa. But when we pray for my son, he gets worse and worse. Nhưng khi tôi cầu nguyện cho con trai của chúng tôi thì mỗi ngày bệnh càng nặng hơn.
We did warfare, we did everything. Chúng tôi đã chiến trận thuộc linh và chúng tôi làm tất cả những gì chúng tôi biết để làm. And I says, God, you cannot let him die because you took his sickness and his sin. Tôi nói rằng Chúa ơi, Chúa không thể nào để cho con của con chết được vì Chúa ngài đã mang lấy ốm đau bệnh tật cho nó rồi và tội lỗi cho nó rồi. The reality said he has cancer, but the truth says he's healed. Thực tại thì nói rằng con của con có ung thư, nhưng mà chân lý của Chúa thì bảo chúng con rằng con của con đã được lành. I'm a fighter, I don't give up. Anh chị em, tôi là một người võ sĩ cho nên my family don't give up. Không có đầu hàng bỏ cuộc một cái. We warfare in Jesus' name. Và chúng tôi đã chiến trận ở trong danh Chúa. My son gets worse and worse. Nhưng mà con trai của tôi thì mỗi ngày bệnh càng nặng hơn. It's a mystery. Đó là một cái huyền nhiệm mà chúng tôi không hiểu được. Finally, cuối cùng, the doctors say he has not long to live. Thì bác sĩ nói rằng con của ông không còn nhiều thời gian để sống nữa. In my mind, I rebuke the doctor. Ở trong tâm trí thì tôi không nhận cái điều mà bác sĩ nói. Và tôi cũng là không có nhận một cái lời nào về sự chết chóc. But the reality is, he's nearly dead. Nhưng mà cái thực tại trước mắt của tôi là con của tôi sắp chết. I said to God, tôi rằng Chúa ơi, where are you? Chúa ở đâu? Jehovah Rapha, the healer, where are you for my son? You heal others, but my son. Jehovah Rapha ơi, ngài đã chữa lành cho bao nhiêu người khác, nhưng mà con trai của con thì sao? God said, do you still love me? Chúa hỏi con có còn yêu ta không? I said, I always love you. Tôi rằng Chúa ơi, con luôn luôn yêu Chúa. He said, I'm with you. Chúa rằng ta đang ở cùng con. I said, with my son. Và tôi nói rằng Chúa ơi, con trai của con. He said nothing. Thì Chúa không nói một lời It's nào. Like heavens are shut. Giống như là trời đóng lại. And then I have a challenge. Rồi lúc đó thì tôi có một cái sự thách thức. If my son dies, nếu con của con chết, will I bring sacrifice of praise? Thì tôi sẽ đem cái của lễ của sự ngợi khen. Or will I complain? Hay là tôi sẽ rơi vào trong tình trạng của những người lầm bầm than phiền. Will I turn away? À, tôi đã tắt những điều đó xuống. I knew I have a choice. Tôi biết rằng tôi có một sự lựa chọn. To bring a sacrifice of praise. Để dâng cho Chúa của lễ của sự ngợi khen. So I made my mind up. Cho nên tôi đã quyết tâm. Jesus gave me grace. Chúa Giêsu đã ban cho tôi ân điển. He gave my wife grace. Ngài cũng cho nhà tôi ân điển. And we chose, we are going to worship you, Lord Jesus, until he gets healed or passes. We will worship you. Chúng tôi quyết định rằng dù con của chúng tôi được lành hay là qua đời, thì chúng tôi vẫn chọn ngợi khen Chúa. So I'm in the hospital room, just me and my son, the last 2 hours of his life. Hai cái thời giờ cuối của cuộc đời của con của tôi trên đất khi tôi ở trong cái phòng tại bệnh viện đó với con trai của tôi. It was me and Jesus and the angels and my son. Tôi, Chúa Giêsu và các thiên sứ của Chúa cũng như con trai của tôi trong căn phòng. So I just worship Jesus because he is good, whether things are, whether the sun is shining or whether it is not shining, Jesus, you are always good. Và tôi thờ phượng Chúa trong lúc đó và tôi quyết tâm rằng dù mặt trời có mọc hay là mặt trời không mọc, so I worship, tôi vẫn thờ phượng Chúa. Cho nên tôi tiếp tục thờ phượng. Jesus said to me, và Chúa Giêsu phán với tôi, in heaven, ở trên thiên đàng, no tears, không có nước mắt. In heaven, no sickness, ở trên thiên đàng không có bệnh tật. In heaven, there is no devil, ở trên thiên đàng không có quỷ. In heaven, there is no resistance to your praise, ở trên thiên đàng không có một cái sự chống đối và ngăn trở sự ngợi khen của con. In heaven, there is no resistance to your worship. Ở trên thiên đàng không có cái sự chống đối của sự thờ phượng của con. So when you go to heaven, cho nên khi con lên thiên đàng, because there's no resistance, bởi vì không có cái sự chống đối của sự ngợi khen thờ phượng, you cannot offer a sacrifice of praise. Thì con không có cái cơ hội để dâng cho ta của lễ của sự ngợi khen. You can praise me, you can worship me in heaven. Con có thể ngợi khen ta và thờ phượng ta tại thiên đàng. But it will cost you nothing because there's no resistance. Nhưng mà nó không có tốn kém con một cái phí tổn nào bởi vì không có sự chống đối. But to give me praise and worship on the earth where there's resistance against you. Nhưng mà để thờ phượng ta trên đất này khi mà đang có nhiều cái lực chống đối. There is sorrow and fear, but you still worship me. Có những cái sự đau buồn cũng như là sợ hãi, nhưng con vẫn chọn thờ phượng ta. That is a sacrifice of praise. Thì đó chính là của lễ của sự ngợi khen. You can only give one time. Con chỉ có được một cơ hội trong cuộc đời này. You can only bring sacrifice to me on earth, not in heaven.
Con chỉ có thể dâng cho ta một của lễ của sự ngợi khen ở tại đất này chứ không phải ở trên thiên đàng. So do not you lose your opportunity. Cho nên chị em đừng đánh mất cái cơ hội này. In the lifetime of the opportunity. Ở trong cái cơ hội của cuộc đời của chúng ta, những cánh cửa cơ hội của cuộc đời. So when I began to worship Jesus, và tôi bắt đầu thờ phượng Chúa. I saw him on the throne. Tôi thấy Ngài ngồi trên ngôi của Ngài. Then I worthy, worthy, worthy as the Lamb. Và tôi công bố rằng rằng xứng đáng thay, xứng thắng đại chiên con của Đức Chúa Trời. I am so honored to bring this sacrifice to you, Jesus. Trời, con thật là phước hạnh cho con được dâng cho Chúa của lễ của sự ngợi khen trong hoàn cảnh này. And then my son died. Rồi con của tôi qua đời. And the angels took him. Rồi thì thiên sứ. But I could still praise him. Tôi vẫn ở tại đó và tôi ngợi khen Chúa. Because it glorifies the Lamb of God. Bởi vì tôi là vì con của Đức Chúa Trời, Ngài xứng đáng. He's worthy. Ngài xứng đáng. He's worthy. Ngài xứng đáng để nhận sự ngợi khen. My son's in paradise. Con trai của tôi bây giờ ở trong thiên đàng. I don't know why. Tôi không hiểu tại sao. He's 45. Con trai của tôi chỉ có 45 tuổi. He has 5 children. Có 5 đứa con. His wife is a widow. His children are orphans. Bây giờ thì vợ của con trai của tôi, con dâu của tôi bây giờ là quá phụ, và con của con trai của tôi bây giờ chúng là những cái đứa trẻ mồ côi. I don't understand why. Tôi không hiểu cái câu hỏi tại sao. But I choose not to look at the why. Nhưng mà tôi chọn không hỏi nữa tại sao. I choose to look at the who I follow. Nhưng mà tôi hướng cái mắt của tôi về đấng là ai mà tôi đang đi theo và thờ phượng. Some of you, một số anh chị em, are carrying grief and pain in your heart. Mang những đau đớn ở trong tấm lòng của anh chị em. You say, why did this happen? Anh chị em đã từng hỏi Chúa ơi, tại sao nó xảy ra cho Why con? Did that happen? Tại sao điều đó xảy ra cho con? Why did this not happen? Tại sao những điều đó không xảy ra cho con? The devil wants you to distract you from following the who. Và chúng ta biết rằng đó là kế hoạch của kẻ thù, muốn phá cái sự tập trung của chúng ta trong việc theo Chúa. One day God will tell me why when I'm in heaven. Một ngày kia Chúa Ngài sẽ cho tôi biết lý do tại sao khi tôi ở tại thiên đàng với Ngài. But I will keep my eyes on the who, not on the why. Nhưng mà bây giờ mắt của tôi tập trung vào Chúa đấng là ai ở trong cuộc đời của tôi chứ không phải hoàn cảnh. Some of you are going to be healed this morning from grief and depression when you get your eyes off the why and put your eyes back on the who. Một số anh chị em ở đây sẽ được Chúa Ngài chữa lành khỏi những cái trầm cảm cũng như khó khăn trong tấm lòng, đau khổ trong tấm lòng của anh chị em, vì anh chị em không còn tập trung vào hỏi tại sao nữa, nhưng tập trung vào Chúa là đấng mà chúng ta thờ phượng. And the grief and the pain that you've been carrying, và cái đau khổ cũng như là buồn khổ trong thân thể và trong đời sống mà anh chị em đang gánh mang. This morning God wants you to give it to him as a sacrifice. Buổi sáng hôm nay Chúa muốn anh chị em dâng lên cho Chúa những điều đó như là một của lễ của sự ngợi khen. To say, God, you are worthy here as my sacrifice. I praise you. Để dâng lên cho Chúa và nói rằng là Chúa, đây là của lễ của sự ngợi khen mà con dâng lên cho Chúa, dù hoàn cảnh của con như thế nào, con muốn dâng lên cho Ngài. And he will take it from you. Thì Chúa Ngài sẽ nhận từ anh chị em. Just like he took my sorrow. Giống như Chúa Ngài đã lấy đi sự đau khổ của tôi. He will take it from you. Ngài sẽ cất khỏi anh chị em. He will give you beauty for ashes. Rồi Ngài sẽ đổi lại, Ngài ban cho anh chị em trở lại cái niềm vui thay vì tro bụi. Áo của sự ngợi khen thay vì lòng nặng nề. Oh, I see him here. Oh, tôi thấy Chúa. I see his feet. Tôi thấy chân của Chúa đây. And he said, if you bring your sacrifice to my feet. Ngài nói rằng nếu các con đem những sự đau đớn của các con đến đặt ở dưới chân ta. You bring your grief and your pain and your sorrow and your worries. Khi chúng ta đem những cái đau đớn của chúng ta, của nỗi lòng của chúng ta và những thắc mắc tại sao của chúng ta đặt ở dưới chân Chúa. But instead of complaining or grieving, lay them at my feet. Say, Lord, this is for you, my sacrifice. Tại vì chúng ta than phiền, oán trách, hay là chúng ta cứ thắc mắc tại sao ta đem mà chúng ta đặt nơi chân của Đức Chúa Giêsu thì việc khi dịu sẽ xảy ra. Depression is going to go, sickness is going to go. Thì tâm cảm sẽ biến mất và bệnh tật sẽ biến mất và anh chị em sẽ kinh nghiệm được. So I'm calling you now. Cho nên tôi kêu gọi anh chị em trong thời gian. Those of you who carry pain and grief, những người mà mang ở trong đời sống của anh chị em những cái đau đớn cũng như là sự mà đau buồn mất mát. Would you give it to Jesus as a sacrifice of praise? Anh chị em có sẵn lòng để dâng cho Chúa như một của lễ cũng sự ngợi khen không? If you carry it to heaven, you carry no reward for the Lamb. Anh chị em mang những thứ đó lên thiên đàng với anh chị em sẽ không được phần thưởng. But if you give it to him on the earth, you bring a glory to the Lamb. Và nếu anh chị em giao cho Chúa ở tại đây, anh chị em sẽ nhận được phần thưởng của chiên con của Đức Chúa Trời cho đời sống của anh chị em. You can only suffer in this earth. Bạn có thể tiếp tục để cho đời sống của mình đau khổ khốn khổ ở trên đất này. You can only give God your very best in this life on this earth. Anh chị em
có thể lựa chọn dâng cho Chúa cái điều tốt nhất của mình ở trên đất này. There's no suffering in heaven. Anh chị em, không có cái sự đau khổ ở trên thiên đàng đâu. It's easy to obey God in heaven. Anh chị em, rất dễ để chúng ta ngợi Thiên Chúa trên thiên đàng. It's easy to worship, go to church, read the Bible, pray in heaven. Easy. Anh chị em, cái việc mà chúng ta ngợi khen, thờ phượng, đọc kinh thánh ở trên thiên đàng là chuyện rất là dễ. But here on earth it is hard. Nhưng mà tại đây trên đất này khi hoàn cảnh khó khăn. For the devil is resisting, your flesh is resisting, the world is resisting your faith. Khi ma quỷ chống đối chúng ta, bệnh tật chống đối chúng ta, khó khăn thế gian này chống đối chúng ta. But you can prove your love for Jesus is greater than all resistance. Anh chị em, nhưng mà khi chúng ta chứng minh được rằng Chúa Giêsu là lớn hơn, vĩ đại hơn, giá trị hơn tất cả những đau đớn của chúng ta. And you use your pain and your sorrows as a sacrifice to Jesus. Anh chị em, dâng cho Chúa những đau khổ đó của mình như là một của lễ của sự ngợi khen cho Chúa. If you want to give Jesus your sacrifice of praise, come now, come and bow down here. Just come now. Anh chị em dâng cho Chúa của lễ của sự ngợi khen này. Hãy lên phía trước đây và quỳ xuống ở trước đây. And lay your pain, lay your grief, lay your sorrow down at the feet of Jesus. Những buồn tủi của chúng ta đặt nơi chân của Đức Chúa Giêsu. This is not for me to pray for you. I cannot take it. Đây không phải là lúc mà tôi cầu nguyện cho anh chị em vì tôi không có lấy được đi những đau buồn đó của anh chị em. If you give Jesus the sacrifice of your pain, nhưng mà nếu anh chị em dâng cho Chúa những cái đau đớn của mình như là của lễ của sự ngợi khen, He will make a physical transaction. Thì Chúa ngài sẽ làm một cuộc trao đổi với anh chị em. He will literally take your pain and give you joy. Ngài sẽ lấy đi của anh chị em những đau đớn của anh chị em và ngài trao lại cho anh chị em cái niềm vui của ngài. Give your pain to Jesus as a great sacrifice to honor the Lamb, to honor Jesus. Dâng cho Chúa những đau đớn, những khó khăn mất mát của mình như là một cái của lễ để dâng lên cho Thiên Con của Đức Chúa Trời. Is He not worthy? Chúa có xứng đáng hay không? Even though it is painful, but is He not worthy? Dù là có đau đớn lắm, nhưng mà Chúa có xứng đáng để nhận được của lễ của sự ngợi khen của Chúa. Of course He's worthy. Dĩ nhiên Chúa xứng đáng. And if you give to Him your pain, nhưng chị em dâng cho Chúa những đau đớn của mình. Can I lead you in a prayer to help you? Cho tôi hướng dẫn anh chị em lời cầu nguyện để giúp đỡ anh chị em. Would you just say these words? Anh chị em hãy lặp lại một lời cầu nguyện tương tự như tôi hướng dẫn tại đây. He's looking at your heart more than listening to your words. Chúa ngài đang nhìn vào trong tấm lòng chúng ta, nghe tấm lòng chúng ta hơn là nghe tiếng miệng chúng ta. The Holy Spirit will help you. Rồi Đức Thánh Linh ngài sẽ giúp chúng ta. Could you just say these words to Jesus? Hãy nói với Chúa Giêsu những điều này, những lời này. Lord, you know my sorrow. Chúa ơi, Chúa biết nỗi đau đớn của con. You see the pain. Chúa thấy những đau đớn. You see my grief. Nghe thấy những buồn khổ của con. You see my tears. Chúa thấy những giọt nước mắt của con. You hear my why. Chúa nghe đã nghe những thắc mắc của con. I wake up with grief, Lord. Chúa ơi, có những buổi sáng con thức dậy với những đau đớn. But I want to let it go. Buổi sáng hôm nay con muốn buông bỏ những điều đó. Not bury it in my heart. Không chôn nó trong con tim, trái tim của con nữa. To torment me. Để nó tiếp tục giày xéo con. But I come to you, Lord Jesus. Nhưng mà Chúa Giêsu ơi, con đến với Chúa hôm nay. Who suffered so much for me? Đấng đã chịu thương khó rất nhiều vì con. My suffering is not like yours. Lạy Chúa, sự thương khó của con không gì so sánh với sự thương khó của ngài. But it is real. Nhưng nó rất thật. And you love me. Nhưng Chúa ngài yêu con hơn. And I don't understand, Lord. Chúa ơi, con không hiểu nổi. But I give you my grief, my sorrow. Nhưng mà con dâng cho Chúa đau đớn và sự buồn khổ của con. I give you that precious thing that's been taken from me. Con dâng cho Chúa
cái điều quý báu nhất mà đã lấy đi khỏi con. And I give it with praise and worship to you, Lamb of God. Bây giờ con đến dâng những điều đó cho Chúa như của lễ của sự ngợi khen. Because you're worthy. Vì Chúa xứng đáng. I am honored to bring you this sacrifice. Và Chúa thật là vinh dự cho con để dâng cho Chúa của lễ của sự ngợi khen này. I can never do this in heaven. Con sẽ không bao giờ có cơ hội để làm điều này ở tại thiên đàng. Where there is no pain. Vì tại đó không còn có đau đớn nữa. I can only do this here on this world. Con chỉ có thể làm được điều này ở tại đất này. I give it to you. Con chọn dâng cho Ngài. And I ask you to give me beauty for ashes. Con bây giờ xin Chúa Ngài cho con sự đẹp đẽ thay vì tro bụi. The oil of joy. Dầu của sự vui mừng. For my mourning, cho sự đau đớn, and the garment of praise for the spirit of heaviness, và áo của sự ngợi khen thay vì lòng nặng nề. Thank you, Jesus. Cảm ơn Chúa Giêsu. I have beauty for ashes now. Bây giờ con đã được đẹp đẽ thay vì tro bụi. The memory of the pain is still there. Trí nhớ của chúng con về những đau đớn vẫn còn đó. But the pain of the memory is gone. Nhưng mà sự đau đớn của kỷ niệm đó nó đã được cất đi. For you have healed my broken heart. Vì Chúa đã chữa lành tấm lòng tan vỡ của con. With your anointing. Bởi sự sức dầu của Ngài. That breaks every yoke. Bẻ gãy đi hết tất cả những ách cai trị. I see the angel of the Lord here walking among us, pouring oil upon your hands, oil upon your head. Tôi thấy thiên sứ của Chúa đang đi qua đi lại tại đây, đang đổ dầu trên tay của anh chị em và trên đầu của anh chị em. I see a bottle of tears that Jesus holds in his hand, your tears. Tôi cũng thấy Chúa, Ngài đang có một cái ve đang đựng nước mắt của anh chị em và Ngài đang cầm trong tay của Ngài. He said, I have counted your tears, I hold your tears, and I have wept with you. Chúa Ngài nói với chúng ta rằng Chúa đã từng nhận giọt nước mắt của chúng ta trong ve của Ngài và Ngài đã từng khóc với chúng ta. But what you experience is not the end of the story. Nhưng mà những gì mà anh chị em đã trải nghiệm, trải qua trong sự đau đớn đó không phải là đoạn kết của câu chuyện của cuộc đời của chúng ta. Because I am the author and the finisher of your story in your life. Là tác giả cũng là đấng thành toàn đức tin của con. I am the beginning and the end, the first and the last. Thì ta là đấng khởi nguyên và đấng cuối cùng. Ta là Alpha và Omega. And sorrow comes in the night time. Sự buồn khổ chỉ ở trọ trong ban đêm. But joy in the morning. Nhưng mà sự vui mừng lại đến. This is your morning. Đây là buổi sáng. This is your morning. Phước hạnh của anh chị em. The bright morning star has risen in your heart. Anh chị em, ngôi sao sáng của ban mai đã bừng lên trong cuộc đời của anh chị em. The dawn of a new day. Hừng đông của một ngày mới. Where the past will not be a dark shadow following. Thì quá khứ của chúng ta không còn là bóng đen ở trên cuộc đời của chúng ta nữa. Because the Lord has restored your soul. Vì Chúa Ngài đã phục hồi linh hồn của anh chị em. He has restored your soul. Ngài đã phục hồi linh hồn của anh chị em. And you have walked through the valley of the shadow of death. Anh chị em đã đi xuyên qua bóng của sự chết. But you fear no evil. Anh chị em không còn. For his staff and his rod have comforted you. Vì cái trường và cái gậy của Chúa đã an ủi anh chị em. And he has set a table before you in the presence of your enemies. Và Ngài đang đặt bàn của Ngài, dọn bàn của Ngài trước mặt kẻ thù của anh chị em, cho anh chị em trước mặt kẻ thù anh chị em. Death has lost its sting. The grave has lost its victory. Anh chị em, sự chết đã đánh mất cái nọc của nó và nó đã bị thắng. Anoint your head with oil. Chúa Ngài sức dầu cho đầu anh chị em bằng dầu của Ngài. And your cup runs over.
Và chén của anh chị em được đầy tràn. And you will dwell in the house of the Lord forever. Anh chị em sẽ được ở trong nhà của Đức Giê-hô-va cho đến đời. Hallelujah. Hallelujah. Praise be to Jesus. Praise be to Jesus. Hallelujah. Praise be to God. Thank you. He's done a transaction with you. Depression will leave. Chúa đã làm một cái sự trao đổi cho anh chị em. Several of you are going to be free from. You don't need your medication. Một số anh chị em, một vài người ở tại đây sẽ không còn cần uống thuốc an thần nữa. But you will know who you are. Be wise. Anh chị em biết mình là ai. Hãy khôn ngoan. But I saw the dependency upon chemicals gone. Tôi thấy những người bị lệ thuộc vào thuốc không còn bị lệ thuộc nữa. I saw physical health. Even now, your body's healed and getting better. Tôi thấy thân thể của anh chị em bắt đầu cảm thấy khỏe hơn và đang được chữa lành. Beloved, may you prosper and be in health, even as your soul prospers. Nguyện xin anh chị em được thịnh vượng tại phần xác cũng như đang được thịnh vượng trong phần hồn. Your physical health is reflected by your soul health. Sức khỏe của thân thể anh chị em là cái sự bày tỏ của cái sự thịnh vượng của tâm hồn của anh chị em. And God has done a healing in your soul. Thì Chúa ngài đang chữa lành tâm hồn. And you're going to feel your physical health is going to improve. Thì anh chị em cũng sẽ thấy your energy and your strength, khỏe mạnh theo được phục hồi. Your appetite. Anh chị em sẽ cảm thấy ăn ngon hơn. In those sores, those wounds that would not heal, they're going to heal up on your body. Những cái vết thương mà nó không lành ở trên thân thể anh em chị em nó sẽ được lành. Your blood disease has been healed. The infection is gone. Và những cái chứng bệnh nhiễm trùng ở trong máu của anh chị em sẽ được lành về. Heart palpitations are gone. God's restored your heart. Tim mà nhịp đập không đều. Hallelujah. Anh được Chúa ngài chữa. Oh, Jesus. Sẽ có một trái tim. Hallelujah. Ngài khen Chúa. Praise you, Jesus. Ngài khen Chúa. Ngài khen Chúa. Hallelujah. Hallelujah. Cảm ơn Chúa vì phước hạnh của Ngài đến trên chúng ta. We praise you, Lord, for your blessings that have come upon us. Gia đình của chúng tôi không hiểu được cái chức vụ này cho đến chừng chúng tôi trải qua những sự mất mát lớn trong hai năm qua. My family could not understand this ministry until the things that we've experienced over the past 2 years. Trước đây chúng tôi chỉ có thể an ủi những người khác một cách lý thuyết vì chúng tôi không trải qua sự mất mát lớn. Before this, we could only minister to people theoretically or by faith because we had not experienced loss. Nhưng mà khi chúng tôi trải qua và kinh nghiệm được Chúa ngài nâng đỡ chúng tôi. But once we experience loss and the Lord's comforting and his uplifting, đã mở cửa cho chúng tôi rất nhiều cơ hội để giúp đỡ cho những người có nhu cầu. It gave us an opportunity to minister to those who are experiencing loss. Một trong những điều mà Chúa ngài đang làm ở tại đây trong giờ này. One of the many things that God is doing here in this very moment. Chúa ngài cho anh chị em kinh nghiệm được sự chữa lành. God is allowing you to experience his healing. Và cái kinh nghiệm những đau đớn được cất đi trong giờ này. And all of your pain, all of your sorrow is being released from you. Và tin vui mà anh chị em có thể giúp đỡ cho nhiều người ở ngoài kia. And the good news is now you can go out and minister to others. Anh chị em, khi chúng ta có Chúa ở trong đời sống của chúng ta mà chúng ta cũng đã trải qua một cách khó khăn như thế này. My brothers and sisters, once we've gone through the troubled times and you have walked through it with Jesus Christ. Thử hình dung những người không có Chúa trong imagine, đời của họ. Imagine what it's like for people who don't have the Lord. What it's like to face these challenges and difficulties. Họ đang cần nghe và đang chờ chúng ta báo cho họ biết cái kinh nghiệm mà chúng ta trải nghiệm được ở trong cuộc đời của chúng. They very much need to hear about the Lord's goodness, his comforting, so that they can walk through those troubled times. Tôi khóc vì tôi cảm nghiệm được cái sự chữa lành của Chúa ở trong tâm hồn tôi cũng như cảm nhận sự chữa lành của Chúa cho anh chị em. I weep now because I'm able to experience the healing of God upon my heart as well as what I see you experiencing the healing in the Lord. Bởi vì không phải hôm nay mà gia đình của chúng tôi, gia đình của Michael và Kimmy, chúng tôi đã chọn dâng cho Chúa cái của lễ của sự ngợi khen. Bởi vì nó là một của lễ bởi vì chúng ta không muốn. Và tình cảm của chúng ta trong lúc đó, cảm xúc của chúng ta cũng không thể nào có thể ngợi khen được. Nhưng mà chúng ta chọn ngợi khen Chúa dù hoàn cảnh của chúng ta như thế nào. Đó mới là của lễ đó anh chị em. Because my family, the family of Kimmy and Michael,
with the loss that we experienced, we chose in those moments to give the Lord a sacrifice of praise. It wasn't our emotions that allowed us. It actually wanted to withhold us, but we chose in that moment to praise the Lord in our pain and in our sorrow. Và chính cái trải nghiệm đó, and it is because of that experience, mà chúng tôi đã được Chúa Ngài sử dụng để có thể giúp đỡ cho rất là nhiều người. And that is the reason why God has been able to use us to help many others who have experienced loss. Kimmy, con dâu của chúng tôi đã có thể đứng ở tại những cái tang lễ để có thể khích lệ động viên tinh thần của những người cha, những người mẹ trải qua cùng một hoàn cảnh. My daughter-in-law Kimmy, she can now stand before other parents who've experienced that same loss of a child and be able to minister to their hearts. Anh chị em, cái chức vụ này rất cần. This ministry is very much needed, my brothers and sisters. Và có một tôi tớ của Chúa rất khôn ngoan đã chia sẻ với chúng tôi điều này. There is a very wise servant of the Lord who shared this with us. Chức vụ của the ministry of suffering, chức vụ của những người trải qua những sự đau khổ. The ministry of suffering. Rất là đặc biệt trong ánh mắt của Chúa. Is very special in the eyes of the Lord. Vì thế gian rất là cần. Because the world desperately needs this ministry. Nhưng Chúa chỉ có thể tính cậy và giao cho một số ít người. But God can only entrust a very few people with this ministry. Ngài biết rằng chúng ta có thể trải qua được. God knows that we can go through it. Cho nên Chúa, Ngài đã tính cậy và cho anh chị em kinh nghiệm này. So that is the reason why God has trusted you with this ministry. Đừng để cái kinh nghiệm của chúng ta làm cái cớ để chúng ta xa Chúa hay là dừng lại ở trong bước đường đi theo Chúa. Don't allow this experience of loss and grief to keep you from the Lord. Để cái sự chữa lành, cái sự giúp đỡ từ nơi Chúa trong buổi sáng hôm nay. Allow the Lord's healing to come over you right now. Cho anh chị em có một sứ điệp. So that you can have a message, a testimony. Để anh chị em có thể nói với những người đau khổ ngoài kia. So you can share with those others who are suffering, who are hurt out there. Có Chúa ở trong cuộc đời, bạn sẽ được vượt qua những khó khăn này một cách tốt đẹp. That with God in your life, you can overcome this suffering. Cảm ơn Chúa vì một chức vụ mà Chúa Ngài muốn trang bị cho chúng ta. Praise the Lord for this ministry that the Lord wants to prepare us for. Vì thế giới của chúng ta sẽ đối diện với nhiều điều đau khổ. Because this world is going to encounter much challenges, much troubles, much suffering. Chúa cho chúng ta kinh nghiệm sự chữa lành phục hồi buổi sáng hôm nay để God chúng ta sẽ ra đi và giúp đỡ experience a healing and a restoration this morning so that we can go out into the world and help the others. Chúng ta được Chúa Ngài có ý định muốn sử dụng. God has the intention to use each and every one of you. Đó là Ngài sẽ đến Houston này. That he's going to come to Houston. Ngài đến xuyên qua người Việt Nam. He's going to come through the Vietnamese people. Bởi vì Chúa đã cho chúng ta kinh nghiệm sự đắc thắng. Because God has allowed us to experience the victory. Chúng ta có thể kể lại công việc của Ngài, làm chứng lại công việc của Ngài. And we can testify, we can be a witness for what God has done. Để hội thánh của Chúa trên thành phố này cũng so that the Church of God in this city can experience the same victory and overcoming. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Cảm ơn chị em đã chọn. Praise you, the Lord, that you, my brothers and sisters, have chosen. Không còn mang cái đau đớn của sự mất mát của chúng ta. To no longer carry the pain and the grief of your loss. Mà chọn dâng lên Chúa. But you choose to give the Lord a sacrifice of praise and worship. Như mục sư Norm nói, một ngày Chúa sẽ cho chúng ta biết cái lý do tại sao. As Pastor Norm said, there will be one day where the Lord will help us understand the why. Một tôi tớ Chúa khác cũng rất là khôn ngoan và đã chia sẻ với tôi và giúp cho tôi rất nhiều. Another servant of the Lord who the Lord has used and gifted him with a lot of wisdom and helped me walk through the difficult times in my life. Và đối với sự mất mát của con trai của ông. And he said with the loss of his own son. Mặc dù ông đã thấy Chúa dùng ông để gọi nhiều người chết sống lại. Even though he has seen God use him to bring many from dead back to life. Ông nói rằng Chúa đã làm quá nhiều điều kỳ diệu và tình yêu của Ngài. Ông không thể nào bỏ Chúa và bỏ đi được. Then he expressed to me that he has seen God do so many signs and wonders, amazing miracles. There was no way that he could leave the Lord. Cho nên trong cái kinh nghiệm của ông làm một quyết định này. So in his experience of loss, he made a decision. Ông đem cái trường hợp con trai của ông không được lành và đã qua đời đó. He brought his experience of his son not being healed and dying. Ông bỏ vào trong cái folder một cái hồ sơ gọi là chưa giải thích được. And he put it in a file, a folder that says I cannot explain why yet. Ông tiếp tục bước lên ở trong Chúa. And he continued to move forward, walk forward with the Lord. Và điều ông đã xin với Chúa. And the things that he asked God.
Con biết con của con qua đời nó được đi và ở với Chúa. He said, Lord, I know that as my son has passed away, he is with you in heaven for eternity. Chúa cái của lễ của sự And so I give to you a sacrifice of praise. Xin Chúa cho con một cái sự đánh đổi. And I ask, O Lord, that you would bring to me a change. Cho con 1 triệu linh hồn của những người lạc mất. Oh, give me an exchange, that you would give me a million souls. Lần cuối khi tôi nói chuyện với ông. And the last time that I spoke with him. Ông rằng, Mục sư Khánh, tôi ước gì tôi xin Chúa 10 triệu. He said, Pastor Khan, I wish I had asked the Lord for an exchange of 10 million souls. Bởi vì đã hơn 1 triệu. Because it's been over a million already. Anh chị em, my brothers and sisters, we've experienced God so much. Hãy để cái hoàn cảnh của chúng ta vào ở trong cái hồ sơ gọi là chưa giải thích được. Let your circumstances be put in that folder, that file that says I do not understand this yet. Tiếp tục mạnh mẽ hầu vị Chúa. But continue to strongly go after the Lord. To go over and seek the lost, bring them into salvation, to open up the kingdom of heaven, to be a blessing to the nations, so that God can use you and bring a blessing to multitudes by the grace of God. Hallelujah. 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 Let us together worship the Lord this morning and praise His holy name. Is there a song that we can sing? Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.